Kính thưa cô bác anh chị em, hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2024 để chuẩn bị cho ngày đại lễ 18 tháng 5. Thì bữa nay tại Tô Đình cũng có dựng bảng ở trước cửa ngôi vị. Các bạn có để tựa là kính mừng đại lễ 18 tháng 5. Kỷ niệm 85 năm nha quý vị. Ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo nha. Cái này vừa dựng bảng xong nha. Hôm nay là ngày mới có ngày 12 nha quý vị, mà cái người tín đồ xa gần cũng về đây viếng Tô Đình hết sức là đông nha. Hôm nay tại Tô Đình này con rồng này rồng xanh nha quý vị. Năm nay tại Tô Đình này có hai con rồng nha quý vị, con rồng với lại chiếc thuyền Bát Nhã nha. Là sơn móng tay nha quý vị. Sơn tay lại. Sơn móng tay mấy người đồng đạo này được thiền Bát Nhã
chè rước nha. Mời đức thầy cho biết là thiền bát nhã tay chèo tay lái quyết ta rồi tay lái. À, khỏi bến sông mê như vậy. Để chuẩn bị kính mừng đại lễ 18 tháng 5 thì ở đây mấy anh em đồng đạo cũng đang chuẩn bị nha. Trời ơi, quay cái ông chèo không quay, quay cái ông đổ nước lá trời. Quay hết, quay hết. Quay hết rồi. Quay. Cái này là cái búp sen nữa vậy. Ở trước cửa tô đình mùa đại lễ năm nay là có chiếc thuyền bát nhã nha quý vị, và một con rồng nha. Lắm. Báo cáo như là chịu không nổi.
Mấy bà này không? Ăn nhiệt tình không? Dạ. Làm ăn mà không đi nữa đó, thấy không? Bởi vậy. Không đi rồi nữa đó. Hết sức là nhiệt tình nha. Đây là cô ba luôn nè. Dạ. Nổi tiếng nhất Tiền Giang. Dạ. Qua Tiền Giang đó. Dạ. Có Mỹ Tho, Mỹ Tho. Mỗi mùa lễ nào mình cũng sơn lại hết trơn á anh. Dạ, thay đổi tông, một lần nó vàng, một lần vàng này nó to đẹp lắm. Dạ. Cái này kinh nào vô? Dạ. Cái cũng như mình nói sao nó vô cái cô bảy miền Tây. À, vậy hả? Dạ. Với ông xã hả? Dạ. Bảy miền Tây phải quay thương miền mộ đó. Vậy hả? Ừ. Dạ, bữa nay bữa đi bữa đi thành phố thành cái nhà. Tôi nói cả mộ muốn quay cả mộ mình quay nó quay mà ông nào hổng cả trong nhà. Dạ. Quay bên thành mấy tây thôi mà tôi dạ có tôi ở thành mấy tây đó vậy hả tôi làm đây 7 năm rồi à cái này mình mình sơn cho những cái người đã đắc đạo nghe quý vị. Cũng con sót tượng trưng chứ không phải đồng đạo có bao nhiêu. Bữa sau này khách Dương Giang chưa đặng ba thành có thể nữa được qua ba tỷ tỷ có thể được không ta tỷ mấy. Tỷ gửi 2 tỷ. Ai lấy ẩu? 7 tỷ dân rồi. Bỏ lại. Mời mà bỏ 3, bỏ 7 là còn dư. Dạ. Là nó còn 2 tỷ mấy hả? Đâu 7 tỷ rưỡi, 7 như 8 tỷ. Nè anh đẩy có gắn ngâu ra chưa?
Thank you.
Thank you.
Đây là cái máy hút hút đinh theo đường nha quý vị. Hết sức là hay nha. Quay đi đừng gỡ lên cho anh em thấy gì người ta làm từ thiện thì mình. Nó hút hết sức nhiều ha. Bởi vì tôi làm gầu bây giờ là lễ này đông hơn mà với bà hổm dỗ chùa ông bà với thì cho nên là mình già mà nó còn sót lại là những đề xe cộ nó đậu tùm lum ở đây. Dạ. Đức ông đức bà bây giờ là chống kích thẳng mình làm quyết liệt nhận mà cho lễ lập tới. Dạ. Thôi mà lọc vừa lọc cái nữa là cho sạch luôn. Dạ. Cái cục hít đó mà nó hít mạnh vậy đó hả? Hết sức hít mạnh ha. Hết sức luôn rồi. Hết sức ha. Ý là hít rồi đó mà còn lỡ nữa. Dạ. Để thử coi. À, rồi. Để thử vậy là hết vô liền à. Không nhận mạnh thiệt. Quá cứ hít mạnh rồi. Quá cứ mạnh rồi. Dạ. Dạ mình để cái kìm thử nha quý vị, hết biết hết mạnh luôn rồi, mạnh dữ dằn luôn. Hết sức là cái kỹ thuật hay. Không quay thì gửi gì dạ. Thì nhân cái dịp ngày đại lễ 18 tháng 5 năm 2024 lần thứ 185 thì anh hai này cũng tranh thủ ảnh hút đinh theo đường để cho nó sạch sẽ cho cái người tín đồ cô bác gần xa đi đến đây đi chiêm ngưỡng đi lễ đại lễ 18 tháng 5 nha, cho an toàn nha quý vị. Cái này mình làm cái máy hút đinh này lâu chưa anh? Từ hôm Tết tới giờ cái này là tự chọn nguyện bản thân trước, thành ra là mình đã tự nguyện luôn. Dạ. Đi tới đâu rồi anh em có lòng từ bi hảo tâm thì hùng phước giao duyên rồi cho 50.000 20.000. Dạ. Mình là mình ở đâu anh, quê á? Em ở xã Vĩnh Lộc, huyện Phú, tỉnh An Giang. À, xã Vĩnh Lộc. Dạ, Vĩnh Lộc bánh ở trên đó. Nếu Vĩnh Lộc là trên biên giới trở này. Dạ. Dạ. Cái này là tôi đi là bây giờ là đi khắp xứ luôn. Vậy đó hen. Dạ. Để đi tới đâu mình ngủ tới đó nha. Đi tới đâu ngủ tới đó. Dạ. Khi chừng nào già đi hết nổi là bỏ xác luôn. Chứ bây giờ hỏi anh cái già cả bây giờ mình mặn bây giờ mình đi là lúc này là lúc đó dạ kiếm món nhắm ha. Dạ, dạ vừa hút tinh mà vừa dạ. Ở dầu lửa vô chùa cũng mặt luôn. Dạ đây vậy luôn. Dạ dạ chùa, một chùa, một chùa. Dạ món chùa anh cúng vô chùa một gian quý vị, dầu lửa nha. Dạ tỉnh luôn. Dạ. Yeah. Tôi có nguyện vọng là về gia đội tôi mạnh giỏi đi khắp xứ. Dạ. Yeah. Lo cả gia đình mà lo lên bên ngoài thời tiện luôn. Dạ. Yeah. Cái đâu là mua dù lửa gửi chùa các tỉnh luôn. Dạ. Yeah. Vừa gửi vô chùa vừa đốt nhang cúng Phật luôn. Dạ. Yeah. Hết sức là quý ha. Thì bây giờ mình làm cái Đức Thầy cho biết là trong một nước nhân tài hữu dụng thì bất cứ cái nhân tài nào đất nước xã hội cũng nhờ đến mình. Dạ. Mình làm được cái nhân tài này là cũng như mình đi chạy cái xe hút đinh trên đường phố. Đó, đây là các chỗ các nơi nha. Rồi. Dạ. Đây là chiếc xe của ảnh nè nha quý vị. Mình làm cho cô bác anh em chạy xe trên đường phố cho nó an toàn. Rồi mình cảm thấy trong lòng mình thấy sao anh? Thấy vui anh em. Dạ. Đi được là lòng của tôi toàn là vui. Hết sức phấn khởi hen. Dạ. Đó, đây là cái máy hút đinh anh hút anh bỏ vô đây quá vậy. Đó. Nếu tôi làm nguyện vọng mà anh em đi được vui vẻ thì lòng tôi phấn khởi là vui vẻ anh gian tôi. Dạ. Còn anh em đi không được là tôi cũng gắng sức tâm bởi vì tâm đã nguyện vọng rồi. Dạ. Thì Đức Thầy cũng khuyến khích mình nè. Dạ dầu lửa gỡ vô chùa đốt nhang cũng không. Chùa nào cũng gỡ mà các tỉnh luôn chứ không phải một tỉnh An Giang. Đức Thầy cũng khuyến khích mình làm hết các việc từ thiện. Thì hôm nay cũng thay mặt cho cái dầu lửa gỡ vô chùa đằng đốt nhang cũng phạt anh không có. Bây giờ tôi hỏi ông làm gì em đi cũng sao không đi tới đâu anh em ta có lòng từ bi ta gỡ ra tiền vài chục đổ xăng chứ mình nên là chịu không nổi. Không nổi. Dạ.
Nó không có đủ tiền xăng. Dạ không. Rồi cũng kính chúc anh lúc nào cũng gia đình được nhiều hạnh phúc, sức khỏe dồi dào nha. Nhất hạn là sức khỏe đi, rồi mình làm cái công tác từ thiện hoài hoài tới nghe anh. Cảm ơn anh luôn. Đến ngày đó là tôi cầu nguyện miệng làm đến ngày bỏ xác luôn. Dạ, hết sức là báo quý nha. Rồi cảm ơn anh luôn. Anh này anh chế anh đó hả? Dạ. Được rồi, 500 ở chỗ nghe. Dạ đây nè anh. Rồi, cái này nó hút một ngày mình gụm được bao nhiêu? À, anh để kia kiệm gì cho anh coi thử cái coi. Nó hút mạnh dữ dằn luôn. Nó hút là mình gịch ra nặng luôn á. Nữa. Hít mạnh dữ lắm. Cái này đinh anh hút bao nhiêu anh bỏ vô cái này nè. Rồi về đi bao lâu lận? Đi là không định ngày chừng nào hết dần bao đó về cái. Là bao là cũng như gách là thai. À, bao là đỉnh đỉnh đó hả? Không có. Gách là thai. Ủa. Bị gì bảo vệ mấy cái 500 mình nè. Dạ đây nè, đều cũng như vậy nè anh. Nè là bao đầu nè. Thấy không? Còn đây là bao cái này. Còn cái này là với cái này nè. Còn cái này đó là chùm ở đầu này, thì cái gách là mình thay cho. Bởi vì sợ nó dơ cũng 500 đồng lại, đổ cho nó này á. Ờ, đặng mình hốt cho lẹ. Ờ, bao mình chạy với mình gách cho nó rớt ào ào xuống mình đập cho lại. Được nhiêu đinh nè anh. Dạ. Bây giờ vậy nè, tôi gửi đổ tiền xăng chút đỉnh. Dạ. 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 Đây, gửi đổ xăng, rồi dưới đây uống nước gì đó. Uống nước, cứ uống. Khỏe tôi làm đây. Mà anh em có lòng hảo tâm từ bi thì giúp cho tôi đây, tôi cũng là mua dầu lửa gỡ vô chùa luôn. Dạ. Chúc nha. Dạ. 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 Vậy là chúc làm sao mà cái ý chí mình vẫn vững bền nha. Dạ. Dạ. Chúc mừng. Bạn từ thiện vậy là nó thiệt quý lắm rồi. Em đi các tỉnh là em nguyện vọng với lương tâm em đến ngày xuống đổ luôn. Vậy là ông là vấn đề bà con với bên tệ không anh? Ông bên tệ ông đi cho tới. Dạ. Ông bên tệ ông đi tới chừng mà ông không còn thôi. Gia đình vợ mất rồi. Còn đứa con gái giao là cái nhà. Là lúc dữ lắm rồi đâu có đói đâu. Đó này là em mua dầu lửa đang gửi cho một cái chùa là quê quê chú ở đâu vậy chú? Dạ. Quê chú ở đâu? Ở xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Tôi là Lê Văn Tròn, năm nay 63 tuổi, là nguyện vọng là đợi nguyện là làm xe hút đinh các tỉnh bỏ xác luôn đến ngày xuống đổ luôn. Dạ. Hết sức là cái lời thệ nguyện hết sức là quý báu nha. Này là nguyện vọng trong lương tâm luôn. Này là tư nhân làm chừng nào đến ngày bỏ xác luôn đó. Dạ. Đây. Đây đặng cho lên mạng cùng mạng có anh em ta đang giúp cho xã hội lên có đường từ bi cho quý lắm anh em ơi. Đây chú ơi, chú đậu xe đây chú ơi. À đây, mua vô lửa gỡ vô chùa một cái xe. Đốt ngang có thời tắm. Dạ. Chúc mừng anh em được nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ dạ, cảm ơn anh nha. Dạ dạ dạ. Dạ. Đây cũng là gì?